thiệp cưới đã gửi tới tay từng người, nhẫn đính hôn cũng đã trao, ai cũng nghĩ chuyện tình cảm của chúng ta như vậy là đã có cái kết đẹp. Ấy vậy mà chỉ ngày cưới có mười mấy tiếng đồng hồ, cô dâu lại đùng đùng tháo nhẫn cưới cùng câu công bố xanh rờn, trả lại đàn ông cho hai bác. Người đàn ông ấy cháu không hề sống cùng được. Đó là mẩu chuyện đang gây xôn xao mạng xã hội trong mấy ngày vừa mới qua của cô gái giấu tên đăng trong một nhóm kín. Cô gái úy than thở, nếu đúng theo kế hoạch thì giờ em đang động phòng rồi đấy. Thế mà giờ lại bồi lọ mọ gõ bàn phím thế này. Em vừa được thưởng thức một cảnh tưởng chỉ có trong phim những chị à. Đúng là đời không như mơ. Ngày mai lên xe qua, nghĩ vậy là sao cuối mình cũng đã cưới ông xã. Vậy mà chỉ trong tích tắc em lại trở lại vị trí ban đầu. Có chăng chỉ thêm tiếng thở dài chao chát vì thấy cuộc đời mình đen tối quá. Em với hắn cùng quê, chúng ta cùng cấp 3, nhà hai đứa nhau chỉ khoảng chục phút đi xe máy. Nhưng tính ra thì mới chỉ chính thức yêu từ thời điểm cuối năm thứ ba đại chúng ta. Còn lúc trước cũng chỉ xem nhau là bạn. Tết năm đó lớp cấp 3 chúng ta lớp, gặp gỡ mặt lại hai đứa lấy số liên lạc, chắc chít nhắn tin. Tốt nghiệp ra trường đi làm việc 3 năm, thấy công ăn việc làm đã ổn định, hai đứa ra quyết định dẫn nhau về quê xin cưới. Ảnh minh chúng ta. Chỉ trong khoảng 2 tháng, giấy tờ thủ tục đám cưới được lo liệu ngừng. Gia đình hắn cũng có thể có điều kiện. Ngay khi hai đứa xác định kết hôn, cha mẹ hắn liền mua cho em với hắn căn chung cư 70 mét vuông nhà ông bà tầm nửa cây số. Họ bảo cho chúng em sống riêng cho thoải mái. Háo hức đợi mãi, ngày cưới cũng tới. Trước đó một ngày, phần đông em ở lì bên nhà riêng của hai đứa để trang trí, sẵn sàng cho tổ ấm của mình thật hoàn hảo. Khi mọi thứ tinh tươm đâu vào đấy rồi em mới về nhà. Xong về được một lúc, ăn tối ngừng định lấy điện thoại cảm ứng nhắn tin dặn dò hắn một số thứ em mới phát hiện mình để quên điện thoại cảm ứng ở nhà hắn. Sốt ruột sợ có ai gọi nên em phi xe tới lấy. Câu chuyện ngỡ như trong phim này được hero chính kể còn nhiều diễn biến éo le hơn. Là cái, đến cửa em thấy đèn điện tối om mà khi ấy mới chỉ 8 giờ tối. Em nghĩ chắc hắn về bên nhà tiếp khách cưới với cha mẹ nên mở khóa đi vào. Ngờ đâu vừa bước tới cửa phòng ngủ em điếng người nghe tiếng nam nữ thì thầm bên trong cùng hơi thở gấp gáp. Biết có chuyện không hay, em rón rén bước đến để rồi tết lặng nhận thấy tiếng ông xã đang nói, đêm nay là đêm cuối rồi, từ mai anh hết hòa bình nên mình phải cùng nhiệt hết mình mới được. Tiếng đàn bà đáp lại, ai bảo anh chưa chi đã lấy vợ. Cố nín thở, em đứng ngoài nghe ngóng tiếp. Thằng ông xã chưa cưới của em vẫn vừa thở vừa cười lả lướt với ả kia, thì thời điểm cuối năm em cũng lấy ông xã rồi còn gì. Chúng mình thỏa thuận chỉ vui miệng với nhau mà. Lúc nào thích lại gọi anh để đổi gió. Mỗi người có cuộc sống đời thường riêng. Cô gái kia cứ thế hí hí cười, khiến cho em không kiềm chế được hơn, lập tức nghiến răng với tay bật điện. Cảnh tượng trước mắt em khi đó đúng là không hề dơ giấy bẩn hơn. Nói chung cái cảnh lõa lồ ấy em không nhắc tới cho bẩn não. Song hắn bất thần thấy em hốt hoảng lắm. Cuối cùng đẩy ả kia ra, lát bắt túm tay em giăng lơn xin giải thích. Hắn bảo những gì em nhìn thấy không đúng đâu, chuyện không như em tưởng tượng. Thế đấy, em còn chưa nói gì, hắn đã biết em nghĩ gì, tưởng tượng gì cơ đấy. Nhưng đúng là tim gan em lúc đó tan nát hết. Trước giờ em tin hắn bao nhiêu thì giờ em suy sụp bấy nhiêu. Không để hắn nói thêm lời nào, em thẳng tay bạc cho hắn cái bạc tay rồi tháo nhẫn ném thẳng mặt hắn. Ảnh minh chúng ta. À kia ngồi im trên góc giường, rúng rối sợ em đánh ghen, mà em chả thèm động tới. Một mạc em chạy xuống lấy xe đi về. Đến nhà em gọi điện cho cha mẹ hắn, công bố hủy hôn. Họ cũng hỏi em vì sao, em trả lời ngắn gọn, cháu không hề lấy đàn ông bác được. Lý do bác cứ hỏi anh ấy. Thế là thôi em gác máy. Bố mẹ nghe em kể chuyện cũng sốc lắm. Chính xác thì chúng ta sợ em bị tổn thương, sợ em mang tiếng về sau khó lấy ông xã. Song em bảo thà ở vậy còn hơn lấy phải người như hắn. Vậy là hủy hôn, lại quay lại là cô gái chưa tình nhân đây mỗi người à. Đọc ngừng mẫu chuyện xa rơ của cô gái này, phần đông những thành viên hội đều tỏ ra bất bình thay cô. Họ lên tiếng chỉ trích chú thể hụt kia sống quá buông thả, không tồn tại trách nhiệm với tình cảm của chính mình. Vậy nên phần đông ai cũng tán thành ủng hộ cô gái hủy hôn.
Họ động viên cô vui miệng sáng sủa lên, tương lai còn dài. Nhất định rồi cô sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình. Còn gã trai kia, sớm muộn gì cũng có thể có ngày nhận quả báo trước lối sống buông thả ấy.